Sáng 24 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt 100 năm qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, quan hệ hai đảng, hai nước Việt-Trung tiếp tục duy trì đà phát triển, bày tỏ cảm ơn Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và mong muốn hai bên tiếp tục dành ưu tiên cao cho việc triển khai hợp tác phòng chống COVID-19 và phục hồi phát triển sau đại dịch COVID-19. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và nhấn mạnh việc phát huy quan hệ chính trị, trong đó có việc tăng cường trao đổi ở cấp cao, các bộ, ngành, địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị củng cố hợp tác thực chất trong các lĩnh vực để đây trở thành nền tảng vật chất là động lực cho sự phát triển của hai nước. Theo đó, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã đạt được, triển khai các thỏa thuận tự do thương mại và kinh tế biên mậu, đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện để thương mại hai nước phát triển cân bằng hơn, đẩy nhanh thủ tục cấp phép nhập khẩu chính ngạch một số nông sản có thế mạnh của Việt Nam, tăng cường đầu tư những dự án lớn tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, đồng thời phối hợp giải quyết một số khó khăn vướng mắc, cùng với đó là tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân các cấp dưới các hình thức khác nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ về quản lý, bảo vệ biên giới, thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa hai nước, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trên biển, thúc đẩy bàn bạc, thương lượng về tiến trình phân định và triển khai hợp tác, xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, phối hợp hiệu quả, cùng ASEAN tích cực nỗ lực đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam. Đồng chí Tập Cận Bình cảm ơn và đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng và nhận lời mời tham dự phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, phía Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, mong muốn và sẵn sàng cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất trí về việc tăng cường trao đổi cấp cao, đi sâu hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển. Đồng thời cho rằng, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hai bên cần duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc các cấp, các ngành và địa phương thông qua các hình thức linh hoạt, đẩy nhanh kết nối chiến lược, hình thành các điểm sáng mới trong hợp tác giữa hai nước.